Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Những giọt nước mắt thấm mi cay, đường về ngày hôm qua bóng như ôi sao xa quá. Anh nhớ em người ơi, sao mới hôm qua mà giờ chỉ mệt anh lẻ loi lầm thầm lê bước trong mưa. Hello, xin chào cô chú anh chị các bạn, welcome back to my channel guys. Hôm nay trong video này chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật thông tin về nhà máy VinFast ở trên đất Mỹ quý vị. Tại hôm nay mình coi như là mình chỉ cho quý vị xem hình ảnh thôi, hôm nay mình đã có được cái đoạn clip video quý vị. Bởi như là nhà máy VinFast đây. Đây là hình ảnh mà được quay vào khoảng tháng 12 của năm 2023, tức là cách đây không chỉ có vài ngày hay là một tuần về trước, tức là đã cỡ 5 tháng sau khi mà VinFast nó làm lễ động thổ xây dựng nhà máy trên đất Mỹ. Ghê chưa? Thấy không? Kể như là nhà mình nó làm lễ động thổ xây dựng nhà máy trên đất Mỹ là vào khoảng tháng 7 của năm 2023. Thì bây giờ là coi như qua tháng giêng của năm 2024 rồi. Mà từ tháng 7 cho tới mốc thời gian nó quay phim cái đoạn video công trình nhà máy VinFast vào khoảng tháng 12 á. Tức là đã cái hình ảnh mà quý vị đang xem á, là cỡ 5 tháng sau khi mình làm để khởi công xây dựng nhà máy, xây dựng nhà máy VinFast trên đất Mỹ coi. Quý vị thấy cái công trình nhà máy nó bự chà bá lửa chưa? Nó bự cái gì mà bự dữ vậy? Hả? Rồi chưa kể nữa quý vị, cái quan trọng là gì? Quý vị cùng nhau đánh giá giùm cho em xem. Quý vị nhìn ngang nhìn dọc vừa xem cái nhà máy này nè. Cái cửa nào mà nó sẽ xây xong vào năm 2025 đây? Hả? Tại vì hiện giờ là tính ra là đầu năm 2024 rồi. Mà hiện giờ quý vị xem coi, có cái công trình hạng mục nào mà nó xây xong chưa? Chưa có một cái công trình hạng mục nào xây xong hết á. Quý vị thấy mắc cười không? Hết chuyện đó nghe. Mà cái quan trọng nữa, cái điều mà bá đạo là gì quý vị? Nó đã khởi công xây dựng nhà máy đã được 5 tháng rồi. À, 5 tháng chứ có phải là 5 ngày hay là 5 tuần lễ đâu. 5 tháng. Mà quý vị xem, cái đường cống nó cũng chưa có lắp xong. Cái đường cho xe chạy ra vô cái khu vực nhà máy cũng không. Tại vì đã gọi là cái nhà máy quý vị, tiếng Việt Nam người ta gọi là cái khu chế xuất hay là khu phức hợp hay là tổ hợp nhà máy đó, nó phải có nhà xưởng ha, nó phải có khu vực thử nghiệm ha, nó phải có văn phòng làm việc ha, khu vực hành chính ha, khu công nhân nghỉ ngơi rồi nè, cái vân 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 vân. Mà quý vị nghĩ xem, không có hời coi như là có cái công trình nào mà gác ngô gác khoai á. Bây giờ đơn giản nè, quý vị có thấy cái công trình nào mà thí dụ mà nói cái tòa building nhỏ đi, cái hạng mục công trình nhỏ đi, hạng mục công trình nhỏ thì nó cũng phải là xây xong dàn móng dàn kèo được đúng không? Hay quý vị xem coi, trong video có cái đoạn nào mà nó xây xong dàn móng dàn kèo không? Không thấy luôn, nguyên bãi đất trống trơn. Nhìn vô mà không giới thiệu đây là nhà máy, công trình nhà máy VinFast, người ta còn tưởng là đây là công trình xăng đánh góp ở Mỹ nữa, chứ phải là công trình nhà máy mà sản xuất xe ở Mỹ trong tương lai quý vị.
thì hiện giờ đó nghe, theo cái kế hoạch mà coi như báo chí truyền thông người ta đưa tin á, thì công trình nhà máy của VinFast ở trên đất Mỹ, một khi mà nó hoàn thành được đưa vào sử dụng quý vị, à, một khi mà nó hoàn thành đưa vào sử dụng á, thì nó sẽ có công suất là 150.000 xe, 150.000 xe. Và coi như là gì, coi như là nó sẽ sản xuất 150.000 xe. Vấn đề là em VinFast nó không có bán được 150.000 xe, nó cũng không có bán được 100.000 xe, nó cũng không có bán được 50.000 xe, mà thậm chí là chưa chắc nó bán được 5.000 xe nữa. Cái đó là mình đang nói tại thị trường Mỹ á nha. Hiện giờ tính tới thời điểm này, kể từ khi mà chiến con tàu không phải Photoshop mà đã xuất xe đi Mỹ đó quý vị, chở 999 đô hoa hồng đi Mỹ từ năm 2022 tới bây giờ, thì hiện giờ doanh số của VinFast ở trên đất Mỹ này chỉ lèo tèo vài trăm chiếc, ngàn chiếc không tới nữa, cứ cho là ngàn chiếc đi, cứ tưởng tượng là vậy đi. Quý vị nghĩ xem, trước tiên là đó là không đủ tiền điện, không đủ tiền điện. Cái thứ hai nữa, nó phản ánh điều gì quý vị? Vậy rồi, tức là trong vòng một năm qua, ở thị trường là xe hơi lớn hàng đầu thế giới như là Mỹ, mà VinFast nó bán còn không nổi 1-2 ngàn xe nữa. Mà cái bá đạo hơn nữa là gì quý vị? Quý vị xem, trước đó là coi như là các truyền thông mà các những người hâm mộ người ta coi như ta ca tụng nó như thế nào, nào là mấy chục ngàn đơn hàng ở trên đất Mỹ, rồi ở trên toàn cầu chứ, mấy chục ngàn đơn hàng trên toàn cầu, 50-60 ngàn đơn hàng trên toàn cầu, rồi nào là người này đặt vài chục xe, người kia đặt trăm xe, rồi nào là coi như là hàng ngàn người Mỹ dãy chào, rồi nào là coi như là lật đổ Tesla, bỏ xa Trung Quốc, vân vân vân. Trước tiên là nó phản ánh là đó là những lời mà gọi là nổ láo xạo, nổ gian trời gian đất, nổ hơn cả bung tử nổ nữa, thấy không? Còn rồi mấy chục ngàn đơn hàng đâu rồi, 65 ngàn đơn hàng ở trên toàn cầu đâu rồi á, bao nhiêu ngàn đơn đặt hàng ở trên đất Mỹ này đâu, mất tiêu hết trơn rồi. Bởi tại vì bây giờ là năm 2024 rồi, nó không còn năm 2022 nữa. VinFast đã qua tới Mỹ được một năm rồi, ok. Đó, rồi lật đổ Tesla, bỏ xa Trung Quốc tới đâu rồi? Tại vì thì trong năm 2023 vừa qua đó quý vị, là Tesla cũng như là các hãng xe Trung Quốc nó bán mấy triệu chiếc xe một năm á, một năm qua bán mấy triệu chiếc. Tesla bán 2-3 triệu chiếc gì đó, cái mấy hãng xe Trung Quốc BYD nó cũng bán 2-3 triệu xe gì đó, xe điện đó nha. Còn riêng thị trường nước Mỹ này thì tiêu thụ đó nha là 15 triệu chiếc xe mới và 41 triệu chiếc xe cũ đã qua sử dụng used car. Tức là cũng một năm qua nước Mỹ đã tiêu thụ tới cỡ 56 triệu chiếc xe. Mà em VinFast cũng một năm qua cũng ở trên đất Mỹ này cũng cạnh tranh sòng phẳng với những hãng xe khác đang bán xe trên đất Mỹ này, cũng cạnh tranh sòng phẳng với Tesla ngay trên sân nhà luôn của Tesla, mà bán lèo tèo được vài trăm xe, 2.000 xe gì đó. Thì quý vị nghĩ xem, trước tiên á, bây giờ để em xin lặp lại, VinFast coi như là đang xây dựng nhà máy với công suất là 150.000 xe một năm ở trên đất Mỹ, nhưng mà nãy giờ chúng ta điều tra ra qua lại á, thì em VinFast hình như cũng cũng chưa có bán được bao nhiêu xe trên đất Mỹ hết, đúng không? Vậy thì khi nào câu kế tiếp là ok, rồi bây giờ thí dụ mà một ngày nào đó đi, một ngày nào đó trong tương lai, Tết Congo hay gì chẳng hạn, Tết Congo của tương lai đi, thì em VinFast sẽ xây xong nhà máy trên đất Mỹ, nó có công suất là 150.000 xe đi, thì cái câu hỏi kế tiếp, ủa rồi 150.000 xe đó sẽ bán cho ai? Đừng có nói là thành lập hãng taxi ở trên đất Mỹ nha, nghe không? Trước tiên là gì, cái khả năng đó nó rất là thấp. Nhưng mà cái quan trọng là cái gì, có cho, nói cách khác, nói cách đơn giản hơn nữa, cho dù VinFast nó có xây dựng xong nhà máy trên đất Mỹ
thì cái thị trường nó vẫn không có, nó không tiêu thụ được xe à, rồi bán chai đây, không lẽ xuất khẩu ngược xe qua cho những nước khác à, ông lẽ xuất khẩu xe ngược cho về nước vậy thì vô lý quá. Vô lý là sao? Tại vì sản xuất xe bên Mỹ này nè, nó khá là mắc và nó khá là tốn kém. Nếu mà xuất khẩu ngược xe về nước khác, tại vì cái tiền nhân công ở trên nước Mỹ này mắc, cái chi phí đầu tư nó nặng à, cái giá thành nó cao rồi tùm lum thứ hết. Thành ra xe ở trên đất Mỹ này mà sản xuất để mà xuất khẩu ngược qua nước khác á, ngoại trừ là những dòng xe mắc tiền có thương hiệu. Còn cái kiểu mà xe như VinFast đó nghe, không lẽ xuất khẩu ngược về Việt Nam, vậy thì nó vô lý quá đi. It doesn't make any sense, đấy. À, tại vì ở ngay tại Việt Nam, VinFast nó cũng có cái nhà máy rồi. À, nó có cái nhà máy ở tại Việt Nam á. Ở ngay tại Hải Phòng ở ngoài Việt, ở Việt Nam á, VinFast có một cái nhà máy còn bự hơn nhà máy trên đất Mỹ này nữa. Cái nhà máy ở ngoài Hải Phòng á, công suất của nó là 250.000 xe. 250.000 xe chứ không phải là chỉ có coi như là 150.000 xe theo giống như bên nhà máy mà dự tính trên đất Mỹ này đâu. Nhà máy ở ngoài Hải Phòng công suất tới 250.000 xe lận đó. Tức là cái công suất nhà máy Hải Phòng bên Việt Nam nó còn lớn hơn công suất nhà máy bên Mỹ nữa. Mà hiện giờ xe VinFast á, ai cũng thừa biết là nó đâu có bán được bao nhiêu chiếc trên đất Mỹ đâu. Còn ở Việt Nam á, thì xe VinFast nó cũng không có bán được bao nhiêu xe hết á. Tại vì từ đầu năm tới bây giờ là VinFast nó đâu có bán được mấy chiếc. Trên dưới 30.000 xe là cùng. Và 30.000 xe, cái mắc cười của 30.000 xe là gì quý vị? Nghe thấy nó lớn lắm. Nghe thấy trời ơi, 30.000 xe đối với hãng xe mới là được rồi, còn muốn gì nữa. 30.000 xe đối với một hãng xe như VinFast là một cái điều mà coi như là vô cùng thất bại luôn. Tại vì sao? Thứ nhất, 30.000 xe một năm á, là doanh số nó còn thấp hơn xe xăng nữa. Tại vì xe xăng lúc mà trước khi mà nó dẹp xe xăng á, là nó bán cũng được có 35.000 xe một năm. Ok, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, vấn đề nó dẹp xe xăng là tại vì nó lỗ lã quá cho nên nó mới dẹp. Mà bây giờ doanh số xe điện mà nó còn thấp hơn xe xăng nữa, tức là nó sẽ bị lỗ lã tiếp. Mà dĩ nhiên là xe điện hiện giờ nó cũng đang rất là lỗ lã. Tại vì từ đầu năm tới bây giờ là VinFast nó đã lỗ đâu cỡ, kể như là từ quý 1 cho tới quý 3, tức là từ tháng 1 cho tới tháng 9 của năm 2023 đó, thì nó lỗ cỡ 1.700.000.000 đô, tức là tương đương với cỡ 44.000 tỷ đồng tiền Việt Nam. Vậy thì ghê chưa? Còn mà từ tháng 9 cho tới tháng 12 á, thì nó chưa công bố nhưng mà khả năng cao là cũng lỗ thêm vài trăm triệu nữa. Tức là khả năng trong năm 2023 là phải lỗ trên 2 tỷ đô. 2 tỷ đô tương đương như gần 50.000 tỷ đồng tiền Việt Nam. À, cái đó là cái thứ nhất. À, thì quý vị nghĩ xem, bán xe xăng không được, nó phải dẹp tiệm để nó bán qua xe điện. Mà xe điện nó cũng lỗ y chang như xe xăng, thậm chí là lỗ hình nhiều hơn nữa. Tại xe điện nó bán còn ế hơn xe xăng nữa. Thì quý vị nghĩ xem, đương nhiên là nó không thể nào mà có tương lai được. Đúng không? Cái dĩ nhiên là cái đó là em nãy giờ em chưa có kể thêm cái yếu tố nữa là xe điện á, là khách hàng lớn của nó, của VinFast là chủ yếu là gì? Taxi xanh, GSM. Mà GSM á, taxi xanh GSM á, nó cùng công ty mẹ với VinFast là tập đoàn Vingroup. Thì quý vị nghĩ xem, hai công ty nó cùng tập đoàn mẹ với nhau thì có khác gì là coi như là anh bán xe cho em đâu. Anh sản xuất xe ra xong, sau đó anh bán cho em, sau đó anh nó khoe với những khách hàng khác và nó bán được xe. Quý vị nghe thấy buồn cười không? Nghe thấy mắc cười không? Chứ mình nghe là mình thấy mắc cười kìa đó. Nghe không? Nghe gì? Ủa gì kỳ vậy? Vậy mà cũng tính nữa hả? Vậy mà cũng tính được nữa hả? À, cái dĩ nhiên là cũng có mà coi như là một số thành phần mà coi như là fan cứng của VinFast, cũng như là truyền thông mà coi như thân hữu của VinFast, người ta nói gì nè. Ta nói đó nghe là taxi xanh á, là chủ yếu là để cho khách hàng ở trong nước đồ này kia người ta trải nghiệm sử dụng xe điện VinFast, cũng như là thương hiệu quảng cáo thương hiệu xe, phải không? Và làm xanh sạch môi trường đồ vân 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 vân. Trước tiên á, hiện giờ á,
cái số lượng mà xe taxi xanh ở Việt Nam, từ xe máy cho tới xe bốn bánh luôn, xe hơi luôn á, nó không có bao nhiêu chiếc hết á, vài chục ngàn xe chứ mấy, 20-30 ngàn chiếc chứ mấy, 20-30 ngàn chiếc mà so với mấy triệu chiếc xe đang chạy trên đường phố Việt Nam, mấy chục triệu chiếc mới đúng chứ. Ở đường phố Việt Nam là có tới hiện giờ có tới 50 triệu chiếc xe máy và coi như 1-2 triệu chiếc xe hơi gì đó, thì 20-30 ngàn xe của VinFast đang chạy trên đường phố Việt Nam thấm xe điện đó nha, thấm thía vào đâu, thấm thía vào chỗ nào, cô suy nghĩ xem thấm thía vào chỗ nào. Làm ra cái điều mà nói là coi như là môi trường sẽ giúp môi trường xanh sạch đẹp, nó nghe nó cũng chưa có thuyết phục lắm, nghe nó thấy nó buồn cười lắm. Cái đó là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai nữa là giờ coi như là taxi xanh có thể giúp những khách hàng tiềm năng trải nghiệm cũng như là quảng cáo thương hiệu VinFast. Vậy thì câu kế tiếp là quảng cáo cho ai? Tại vì hầu như tất cả mọi người trên cái cõi đời này, miễn ai là người Việt Nam, nói tiếng Việt Nam, hay là đại khái là người Việt Nam trong và ngoài nước gì không cần biết, là đều biết xe VinFast hết. Người ta ghét, ta thương gì ta cũng thừa biết xe VinFast là xe Việt Nam hết á. Không có ai mà lạ lẫm gì xe VinFast trên đời này hết á. Người Việt Nam trong nước người ta còn quen hơn. Không ai lạ xe VinFast hết á. Thành ra về căn bản là gì, không cả cái điều mà quảng cáo xe thương hiệu VinFast với người tiêu dùng nghe nó không có hợp lý. Tại vì ai cũng biết nó rồi, người ta không những ta biết nó mà ta biết năm thình bảo lục nào rồi. Nghe chứ không phải là người ta không biết nữa. Người ta biết cho nên người ta mới chắc vì lý do người ta biết cho nên người ta mới không mua đó. Chứ không phải là tại vì người ta không biết. Cái điều quý vị anh em nói kỹ không? Chắc là tại vì người khách hàng người Việt Nam, người ta biết xe VinFast, người ta biết gành xe VinFast quá cho nên người ta mới không dám mua nó. Chứ không phải là tại vì người ta không biết nó mà người ta chưa mua nó. Hai câu đó, cái câu đó rồi coi như là nó khác nhau dữ lắm nha quý vị. Nha. Thành ra là cái chuyện mà quảng cáo cho người Việt, quảng cáo thương hiệu cho người tiêu dùng nó cũng nghe nó cũng buồn cười, nó nghe nó cũng không có thuyết phục lắm. Ha. Thành ra gốc cột là sao? Nó quay trở lại vấn đề. Thành ra là gì quý vị? Thành ra là cái nhà máy tính tới tính lui nãy giờ, tức là nhà máy mà VinFast ở tại Việt Nam á, thì coi như nó chỉ hoạt động đâu cỡ 10-15% công sức à, còn 85% công sức là bỏ không. À, còn bên Mỹ thì xe VinFast bán không được thì chuyện ra cả thế giới ta biết rồi, bán không được. À, bán cũng được lèo tèo vài chiếc đó, nhưng mà căn bản là không có thấm thía vào đâu hết quý vị nghĩ xem. Thị trường lớn như đất Mỹ này, thị trường lớn như Mỹ này mà bán lèo tèo 1-2 ngàn xe mà bán cả năm trời bán không xong, quý vị nghĩ xem. Trời ơi trời, nó nhục còn hơn con cá nục nữa. Không đủ cho tiền điện, không đủ cho tiền nhân viên trên đất Mỹ nữa. Thấy không? Thì chỉ cần cái nhà máy ở tại Việt Nam hiện giờ đang có thôi là nó đủ khơ và đủ sản xuất để mà cung cấp cho toàn bộ thế giới rồi đúng rồi. Quý vị nghĩ xem, doanh số của VinFast ở Việt Nam lèo tèo trên dưới 30 ngàn xe mà phải bán cho taxi xanh nữa chứ. Còn doanh số của nước ngoài hầu như là cũng lèo tèo vài trăm xe, ngàn xe cộng lại, cộng dồn lại hết luôn á. Vài trăm xe, ngàn xe chứ mấy. Bán đâu? VinFast bán đâu? Hiện giờ VinFast chỉ bán vào Mỹ với Canada hả? Mà không có bán bao nhiêu xe đó. Bán đâu nữa? Đừng có nói là bán bên Ấn Độ rồi nha. Đừng có nói là bán bên Indo rồi nha. Hay đừng có nói là bán châu Phi rồi nha. Bán đâu nữa? Thấy không? Thì chỉ cần cái nhà máy ở ngoài Hải Phòng thôi là quá trời dư công sức luôn rồi. Nó dư cung cấp công sức tới mấy lần luôn rồi. Vậy thì câu kế tiếp là ủa xây nhà máy trên đất Mỹ làm gì ấy? À, xây làm hết chuyện đó nha. Giống như là quý vị đã có một cái nhà máy rồi, quý vị sản xuất một món đồ nào đó, nó đã đủ cung cấp cho thị trường rồi. Chẳng những đủ mà dư cung cấp cho thị trường đó. Mà chẳng những dư mà chỉ cần hoạt động cầm chừng thôi nó cũng dư nữa. Thấy không? Nhưng mà đằng này lại định xây thêm nhà máy. Quý vị nghĩ xem nghe lắm á, nó buồn cười á. Mỗi xây nhà máy xong rồi bán trái. Nhưng mà cái quan trọng hơn nữa là gì nè, quý vị nghĩ xem, xây nhà máy trong bán trái, trong khi nhìn cái
nói ngang nói dọc gì đó thì bác bên Mỹ, VinFast nó đang bị ế, đúng không? Bên Mỹ đang bị ế, bác không được xe. Thôi khi nào nó bán được đi nói, khi nào mà VinFast chinh phục thị trường Mỹ hay chiếm lĩnh thị trường Mỹ đi được rồi nói, còn hiện giờ không có, hiện giờ không có, đúng không? Rồi bán bên Việt Nam mà khi nào mà doanh số VinFast tại Việt Nam mới được 100.000 xe đây, khi nào? Ngày đó nó còn xa lắm, hiện giờ không có, đúng không? Hiện giờ không có. Ủa vậy xây nhà máy chi? Xây nhà máy chi? À, mở cái mắt cười nó quý vị. Cái dĩ nhiên là gì, sẽ có các truyền thông cũng như là mấy đứa mà coi như là cuồng quý vị, nó sẽ nói là ủa coi như là cái đó coi như là VinFast là người ta là tỷ phú mà quý vị, ta làm ăn là những người mà đơn giản như chúng ta làm sao mà biết được, thấy không? VinFast ta tỷ phú mà người ta làm ăn lớn, rồi những người mà coi như là bình dân như chúng ta làm sao mà hiểu được cách tính của tỷ phú quý vị. Thì cái vấn đề gì mình không biết, nhưng mà quý vị nhìn xem cái bãi đất mà công trường của nhà máy VinFast tại Mỹ nè, nó đã xây dựng được tới đâu rồi. Ủa nếu xây, muốn xây nhà máy trên đất Mỹ thì xây đi, cứ xây đi, cứ đưa vào sản xuất nhà máy công suất 150.000 xe đi, để xem bán được mấy chiếc năm, cứ xây đi, xây kiểu mà chậm lụt vậy thì chừng nào mới xây xong á? Bây giờ là coi như xây kiểu chậm lụt vậy là thế nào? Ở chuyện quý vị thấy mắc cười không quý vị? Xây dựng nhà máy trên đất Mỹ này, xây dựng nhà máy trên đất Mỹ, bán xe trên đất Mỹ, mà cái nhà máy gì không biết mà xây hoài không thấy xong, không thấy tới đâu hết chứ không được xong mà không thấy tới đâu hết á. Rồi xong cái dĩ nhiên cũng có vài đứa nó sẽ nói, cũng như truyền thông bẩn nó sẽ nói vậy nè quý vị, đã có 5 đại lý bán xe độc lập ký hợp đồng bán xe cho VinFast. Bán xe VinFast là quyền của VinFast, xuất xe đi Mỹ cũng là quyền của VinFast, đại lý bán xe VinFast là quyền của đại lý, đúng không? Nhưng mà mua xe hay không á là quyền quyết định của người dân, quyền quyết định của khách hàng. Ở Việt Nam á, là quyền quyết định của khách hàng người ở Việt Nam. Còn bên Mỹ này là quyền quyết định khách hàng thuộc về dân Mỹ. Tụi nó bán xe là quyền tụi nó, nhưng mà có ai mua hay không lại là chuyện khác. À, không. Nó giống như là mấy chục ngàn đơn hàng trên toàn cầu hay là việc mà xuất xe đi Mỹ hay quý vị. À, không. Tụi nó nổ gian trời gian đất được mấy bữa, rồi xong rồi cũng coi như là lóng dịch trở về lóng dịch. Hai cái vụ mà lên sàn chứng khoán Mỹ đó làm trao đảo thị trường chứng khoán Mỹ, rồi nào là vốn quá VinFast sắp qua mặt tàu vô ta đồ. Bên ai còn được mấy đồng? Bên ai còn được mấy đồng? Đó, quý vị thêm nói chuyện hợp lý không? Bán xe là quyền của VinFast, bán xe là quyền của đại lý, nhưng mà có ai mua hay không á, quyền mua xe vẫn là quyền quyết định của người dân, của khách hàng người ta quyết định, đúng không? Bán được mấy chiếc trên đất Mỹ này rồi đó, các đại lý nó bán được mấy chiếc rồi mà khỏi cần chờ nó ba nó công bố nữa. Cứ mỗi một quý đó là VinFast nó phải nộp bản báo cáo tài chính cho sở chứng khoán Mỹ, tới lúc đó nó nghe thì VinFast nó sẽ báo cáo là nó bán được bao nhiêu xe, lời lỗ bao nhiêu, chi phí hoạt động bao nhiêu, cả thế giới người ta biết, tới lúc đó nó nghe. Nó cũng sẽ kèm theo hợp đồng cái bản báo cáo mà về mà các đại lý đang bán xe chung của VinFast nữa. Trời ơi nó nghe có gì đâu khó khăn quý vị thấy không? Tới lúc đó nó nghe bao nhiêu đại lý bán xe trên đất Mỹ này, bán được bao nhiêu xe là cả thế giới này người ta biết hết. Người ta biết hết. Ở đó tham gia cái chuyện mà đại lý Mỹ nó bán xe cho VinFast, trước tiên nó cũng y chang giống như là cái câu chuyện mà VinFast xuất xe đi Mỹ vậy đó. Kể như là cái quan trọng là gì, không phải là đại lý Mỹ bán xe, mà cái quan trọng là bán được bao nhiêu chiếc xe, cái quan trọng là VinFast bán được mấy chiếc xe ở trên đất Mỹ. Thôi video đó quá chị dài rồi, xin chào tạm biệt quý vị nha, bye bye.